và lúc viện trợ vũ khí cho Ukraine vẫn bị bế tắc tại Mỹ và Liên hiệp châu Âu khó thể cung ứng đạn dược như tuyên bố, chính quyền Kiev hồi cuối tháng 2 vừa qua đã đề xuất hợp tác sản xuất vũ khí với các nước vùng Tây Ban Căng. Liệu ý tưởng này có khả thi? Theo trang mạng Deutsche Welle của Đức, một số nước tại vùng Tây Ban Căng tuy không thể sản xuất các loại vũ khí lớn đáng kể, nhưng những quốc gia này như Bosnia-Herzegovina, Croatia hay Serbia và trong một chừng mực nào đó là Albany vẫn có nhà máy vũ khí sản xuất nhiều loại đạn dược cho nhiều loại cỡ nòng và nhiều loại vũ khí đa dạng khác nhau. Và đây chính là những thứ Ukraine đang cần và quan tâm. Báo cáo từ Cơ quan Thanh toán Bù trừ Đông Nam và Đông Âu về kiểm soát vũ khí nhỏ và hạng nhẹ năm 2021 cho thấy xuất khẩu vũ khí chiếm một tỷ trọng khá lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu của nhiều nước như Serbia là 65,59%, Bosnia-Herzegovina là 31,75%. Điều đáng lo là lập trường của Serbia vốn duy trì một mối quan hệ đặc biệt với Nga. Tại thượng đỉnh Ukraine Đông Nam Âu ở Tirana, Albany, Tổng thống Serbia ông Aleksandar Vučić đã không có phản ứng chính thức nào về đề nghị của Ukraine. Hơn nữa, mặc dù Serbia lên án cuộc chiến xâm lược Ukraine của Nga, nhưng nước này cũng chưa bao giờ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga. Về điểm này, bà Katarina Jokic, nhà nghiên cứu thuộc chương trình chuyển giao vũ khí của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, SIPRI, nhận định với trang mạng của Đức rằng chính sách đối ngoại và an ninh của Serbia có thể mô tả là theo chủ nghĩa cơ hội hơn là hướng Nga. Theo nhà nghiên cứu này, vấn đề ở đây không phải là việc liệu Serbia có đồng ý xuất khẩu vũ khí cho Ukraine hay không. Trên thực tế, theo nhiều nguồn tin tình báo mở, vũ khí của Serbia đã được chuyển đến Ukraine thông qua các nước thứ ba. Tuy nhiên, chính phủ Serbia xem đây là một vấn đề nhạy cảm trong nước và do vậy không có khả năng công khai ủng hộ hoạt động xuất khẩu này. Về phần Albany, giới quan sát cho rằng việc Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO cho hiện đại hóa căn cứ không quân Kuskova bằng chính nguồn tài chính của Liên minh là một ví dụ điển hình. Với những khoản đầu tư này, các cơ sở sản xuất đạn dược của Albany hiện hoạt động cầm chừng, có cơ hội được hiện đại hóa và có thể trở lại hoạt động đầy đủ trong một thời gian ngắn. Albany có thể sản xuất các loại súng cối, súng tiểu liên Kalashnikov, Marakov, súng trường Simonov, lựu đạn tấn công và phòng thủ, cũng như là mìn sát thương v.v. để bảo đảm an ninh đất nước. Đây có thể là một nguồn cung tương lai khả dĩ cho Ukraine. Câu hỏi đặt ra là liệu Liên hiệp châu Âu cũng như là những nước thành viên nào của Liên Âu có thể giúp Ukraine và Tây Ban Căng cùng sản xuất đạn dược? Hiện đã có hai nước là Pháp và Đức thể hiện sự quan tâm đến việc tài trợ mua sắm vũ khí ngoài Liên Âu. Tuy nhiên, theo quan điểm của ông Edmund Jory, Chủ tịch George Marshall Albania Alumni Association, thì một sáng kiến như vậy chỉ có thể thực hiện được khi có sự hỗ trợ từ các đồng minh NATO và Liên Âu của Tây Ban Căng. Ông nói xin trích, điều này không phải vì các nước đồng minh không thể tự mình theo đuổi việc sản xuất đạn dược và thiết bị chiến đấu. Một sự ủng hộ của họ đối với việc tạo ra một ý tưởng như thế ở Tây Ban Căng sẽ cắt giảm đáng kể chi phí sản xuất đạn dược và thiết bị quân sự.